would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you. CDC is working to keep travelers and communities safe from spreading the new coronavirus. Avoid close contact with people who are sick. Cover your coughs and sneezes with a tissue or cough for sneezes with a tissue. Wash your hands often with soap and water. Cái ghế chỗ này là trống mà mọi người. Giống như bây giờ là mình đi máy bay đó là cái ghế này họ sẽ để trống ha. Rồi cái đen. Đó, như vậy thôi. Bác sẽ đi kiếm cổng ngoài chờ đó mọi người để đi vô cái chuyến bay mà bay từ Denver đi qua Philly ha. Philadelphia rồi. Thì bây giờ Tết sẽ đi ra mướn Uber về hotel á mọi người. Bây giờ bên đây là 7 giờ rưỡi, giờ Cali là 4 giờ rưỡi. Gonna happen.
guide. Đây là cái phòng mình bước vô. Khách sạn này bao nhiêu một đêm anh? Khách sạn 150. 150 à? Giờ này giấc tối mọi người cứ view không thấy gì hết á. Đây. Cái này là cái phía bên trong của cái hotel này nha mọi người. Ở đây thì có một cái tivi ha. Đây có một cái bàn như thế này. Hai chai nước. Hai chai nước miễn phí anh. Miễn phí. Dạ. Miễn phí. Được. Dạ, cho tiền không cần uống. Mấy cái tủ này là không có gì hết nha mọi người. Ở đây thì có máy pha cà phê, trà buổi sáng ha. Ở đây thì có một cái kiến. Rồi, đây là cái tủ đựng quần áo. Cái phòng cũng nhỏ quá mà tới 150 luôn ha. Dạ, cái khu á, cái khu đó mất. Dạ. Cái này ngay ngay trung tâm Phú Lý á, cái đặt nó downtown cái khu mất. Ờ. Ở trong cái phòng tắm thì sẽ như thế này. Hôm nay thì Tép sẽ không có mướn xe mọi người. Nhưng mà ngày mai là Tép muốn Uber nữa. Sau đó muốn một cái xe. Rồi bắt đầu mình mới chạy xuống hay chạy lên New York anh? Chạy lên New York. Đó. Có cái bức tranh như thế này. Bức tranh này thích nè. Chữ lớp. Còn đây là cái bồn tắm. Cái chỗ mình mua ở trong đây.